ký 250. Ủa mua về làm gì? Thì nấu đủ bằng đậu cái bằng á. Ngon lắm.
bỏ mỡ hả? Con gà hả? Con té. Con gà hả? Con gà hả? Lộn nha bạn. Một cá này khó lộn á, nó mềm. Đầu đầu ác bạn. Số 1. Dạ, ăn nó sụp không à. Cá bự chừng nào là ngon đấy. Bỏ con nhiêu rồi, cột này lấy này nha. Bỏ chút xíu nè. Nè đây có một con này, con nhỏ nè. Rồi nè, đem nấu lẩu nha, nấu lẩu bằng á. Dạ, nấu bằng. Gai ngò ôm với quế hả? Chua được. Đây là đặc sản của Cù Lao Dung, của miền Tây, Cù Lao Dung đó.
vô, cố cho băng hả? Băng bắt đầu lượt bỏ vô. Nãy em thắc mắc tại sao mà không lượt bằng trước anh em, mà giờ mới biết. Tại vì mình nêm trước mình nãy bằng không biết cái độ nó vừa không? Nó bằng trước cũng được. Nhưng bằng trước thì nêm nó hơi khó. Nãy em thắc mắc không tại sao không nãy bằng rồi hả nêm? Thì ra là vậy. Giờ mình lượt bằng cho nó biết cái độ nó chua nó vừa không? Thì mà một cái kinh nghiệm nấu nha. Đây là rau ăn lẩu nha, rau nhúc, bông súng, bông sữa đũa, rau cần, cà, này ngò gai, cái gốc hành. Còn đây là cái thao cá ngát mình đây, quá ngon luôn. Rồi, màn này mình đã dọn xong, bún nước mắm, cái thao lẩu, giờ bỏ cá vô. Sôi giờ mình thả cá vô nha. Cá này nó cũng mau chín lắm, cho nên mình thả cá sống vô chứ đừng để cá chín, nó chín hơn. Nấu chín trước nó lục hết. Cái đầu này là đủ tiền rồi đó. Cá ngát là cái đầu là ngon nhất. Thịt ngon rồi. Thêm mấy khứa thịt vô nữa. Không, miếng bự, miếng cái bụng á. Cái bụng, cái bụng rồi đó. Đây, đây đó. Được rồi. Hạnh cho á. Giờ mình bỏ rau vô nha. Đó, rau nhúc. Bông sữa đỏ với rau cần vô. Wow, hơi đầy quá. Đây bông súng. Rồi ok, giờ bắt đầu mình thưởng thức nha. Ngon, thịt nó ngon nè. Thì ngon, cá này cá thiên nhiên luôn á. Đây, cua cá này. Ngon. Rồi ok. Rồi. Rồi xin mời. Đây là chú của mình ở bên Mỹ về nha, chú với thím với mẹ mình. Chú này cũng có cái kênh mà YouTube là Người Việt dưới đây hả chú? Người Việt dưới đây. Dạ. Hôm nay chú về Nam về bên mình làm cá ngát 3 ký mấy đãi chú với thím nha. Bún rau. Có rồi nè. Có tím dùng cá lên. Ngon không? Này nó canh mặn ngon quá. Lẩu này cá ngát lẩu nấu lẩu bằng á. Thôi đặc sản của Lâm. Dạ, đặc sản miền Tây mình á. Tây nói chung là miền Tây, tại vì những vùng khác cũng có cá này. Chứ không phải là riêng mình đây không? Đây có. Đây chín rồi, có chín rồi, ngắt ra đó. Mình có cái loại cá ấy, có lẩu bằng. Miền Tây mới có lẩu bằng nha. Có bằng chín. Sao cá ngon thêm? Cái này thử cá này thử cái đầu á chú lấy cái đầu có sụn ngon lắm. Wow. Cái đầu này ngon lắm rồi nè. Em ăn thử nha. Cái nó canh bằng nó ngon quá. Ngon. Quá ngon. Béo không? Béo dữ lắm. Ngon. Cá này là đặc sản dùng miền Tây mình á, mà dùng ven biển á. Cá này bên Mỹ mình không có nha. Không có đâu. Cái này không có. Nó không có cá này nha. Không có. Bây giờ mình có cá này. Nó có cá fish nhưng mà cá fish nó như cá chê đó. Dạ. Chứ nó không có giống cá này. Cái này cái này ngon. Sao má thử miếng má. Ngon. Dễ miếng đi. Cái đầu á. Rồi cái đó.
Béo hả? Đây là cũng lấy hai ba cửa rồi bà. Cửa kho kho tàu này. Cơm là cũng sạch là cơm luôn. Còn lẩu này thì mình ăn bún. Ở bên đây mình về mình thích ăn bún, bún Việt Nam ngon. Dạ. Bún ngon. Quá ốc ăn bún. Nhất cái cá nguội mình trụng vô cho lại cho nó nóng. Cá. Ăn bún qua cá kho ạ. Cá kho. Chắc em mua thêm cái hũ này về bên nữa. Cái hũ này về để kho cá đó. Bên Nhật á. Cái này của đây cũng là Việt Kiều Úc nữa nha. Kiều Mỹ, Kiều Úc. Hôm nay nhà mình có Việt Kiều nhiều quá lại thăm. Rất là vinh hạnh. Việt Kiều Úc tham quan. Mâm tiệc là thăm. Còn đây Việt Kiều gì nữa đây? Con Việt Kiều của Long Dung. Việt Kiều của Long Dung. Đây là Việt Cộng. Cái gà nó béo. Dạ. Béo ngon lắm. Nó miếng có cái này. Ốc có không? Ốc có cái này không? Không biết. Không ăn cho biết. Cái này dùng Đông Nam Á mình mới có cái này. Chứ ăn cái luộc ăn sạch lắm á. Lộn ra rồi cha, lộn cái muối á. Cái cột lại đó. Ăn cái luộc cá nha. Ừ, lần đầu tiên thấy làm luộc cá. Này bên Mỹ kiếm ra đâu à. Mình chưa bao giờ ăn luộc cá đó. Giờ mình ăn thử cho nó như thế nào nha. Lộn ra xong rồi cột lại. Đã ăn rồi muốn tưởng tượng nổi nha. Ngon không? Mất đi đồ với muối á. Ừ, cá ngon nha. Nãy giờ chưa bao giờ ăn luộc cá. Ừ. Cá này ăn đã lắm. Cá thiên nhiên mà. Mày thử với em coi. Cá thiên nhiên không? Ừ. Ăn đi, ăn đi. Ăn không? Giờ đây mình ăn cá tươi không nha các bạn. Cá ở miền Tây này cá tươi luôn. Nhất là tôm á, tôm mà tôm càng xanh á là số 1 ở Cù Lao Dung này nè. Cù Lao Dung là tôm càng. Tôm càng xanh. Ở bên Mỹ mình có lobster, đây nó có ông tôm càng xanh là ngon nhất. Nhưng mà mắc lắm nha. Cá đó, cái tôm đó rất là mắc. Bao nhiêu? 300. Tôm to thì 300 mấy. Tôm to thì khoảng 300 mấy một ký nữa. Quá cũng sướng. Tiếp, thật chất cũng sướng. Chứ cá đó. Cá cá lâu 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 mới được cá to như vậy. Ít chợ, ít có gặp cá to lắm. Béo, béo. Còn nữa còn một thứ nữa là cá bông lau. Chiều này cũng có cá bông lau dữ lắm. Nhưng mà mình về thì ở nhà mình chưa có gặp cá bông lau. Giờ đi hồi xưa là giờ nhớ là hết trơn hả chú? Nhớ là hết trơn. Chứ không quên nữa ha, mấy món đó là đặc sản đâu quên nữa ha. Mấy cái đặc sản đó mình không dùm quên. Mấy chục năm cũng không quên. Chị thích nó một nhỏ xíu à. Còn đây là bà thợ nấu của quán quay quán quận nha. Còn Lai Dung. Cụ Dung. Đây cũng là bán quán những làm những món miền quê đặc sản thôi á. Đây là chị này là chuyên nấu những món này cực kỳ ngon đây nè. Cá ngát đậu canh chua bằng á. Xếp khúc á, mình là xếp khúc. Nói gì nấu gì thôi, có đem đây nấu nè. Bếp trưởng hả? Bếp trưởng nè. Bếp trưởng. Đầu bếp trưởng. Nấu bằng đem đây mà mọi người tới quán quận. Chị có gì giới thiệu về quán mình không? Quán mình có những thường những món gì ngon? Đúng rồi, cá ngát phải không? Là cá ngát nấu canh chua bằng đó. Rồi gà tây bộ được không? Tôm, cua. Rồi gì nữa? Gà xào lăng đặc biệt cũng gà xào lăng đúng không? Vẫn cũng có nhưng mà phải đặt hàng trước. Chạy về quán quận là có đủ món ăn đặc sản. Với thêm một món đặc biệt nữa nha quý vị và các bạn. Đây, cá kho tộ. Đặc biệt là cá gì cũng ngon chứ không phải là cá ngát không. Chủ đầu bếp này cái tiệc chiêu thì kho món cá kho tộ này cũng dữ dằn lắm á. Rau ở đây là có đủ đủ loại rau hết trơn. Chỉ có cái không có bỏ rác cho thôi. Rồi rác.